2T khám phá xin chào tất cả các bạn. Hẳn là các bạn đều biết đến quần đảo nhân tạo nổi tiếng trên thế giới, tọa lạc ở Dubai rồi chứ nhỉ? Quần đảo đó có tên là Palm Jumeirah, hay còn được biết đến tên khác là đảo cọ. Và trên thế giới còn rất nhiều hòn đảo nhân tạo khác cũng vô cùng độc đáo, có nét đặc biệt riêng. Vậy trong video này, tớ sẽ đưa các bạn đi khám phá một hòn đảo nhân tạo cực kỳ đặc biệt, có 102 trên thế giới. Không để các bạn tò mò nữa, chúng ta cùng bắt đầu đi tìm hiểu ngay nhé! Hòn đảo nhân tạo có 102 trên thế giới. Giới thiệu với các bạn, đây là hòn đảo đặc biệt trong video này. Thay vì có thành phần là đất, hòn đảo nhân tạo này được tạo nên hoàn toàn những vỏ ốc xà cừ đã qua sử dụng và chất đóng thành đảo như ngày nay. Hòn đảo có tên là Conch và là một hòn đảo nhân tạo 100%, được xây dựng bởi hàng triệu vỏ ốc xà cừ. Hiện nay, hòn đảo này đã trở thành một điểm du lịch độc đáo có tuổi đời hàng trăm năm. Nằm ở phía đông của Anegada, là hòn đảo lớn thứ hai thuộc quần đảo Virgin của Anh ở vùng biển Caribbean. Đảo Conch không chỉ là một điểm thu hút khách du lịch tuyệt đẹp, mà còn là minh chứng cho sự phổ biến của loài ốc xà cừ ở nơi đây. Trong nhiều thế kỷ qua, người dân địa phương đã lặn ở vùng nước nông nhằm tìm kiếm những con ốc biển để làm nguồn thức ăn. Sau khi ăn xong, nhiều người đã ném vỏ ốc lớn tại một chỗ. Dần dần hòn đảo nhân tạo làm từ vỏ ốc đã hình thành và mang tên đảo Conch. Tên gọi Conch cũng lấy từ chính tên gọi của loài ốc xà cừ trong tiếng Anh. Chúng thường được khai thác để lấy thịt và là một trong những món ăn đặc trưng của ẩm thực vùng biển Caribbean. Ngoài là một thực phẩm, vỏ ốc xà cừ cũng được tận dụng làm đồ lưu niệm và trang sức hết sức đẹp mắt. Mặc dù vậy, những vỏ ốc chất đóng trên hòn đảo nhân tạo Conch hầu hết khó có thể dùng làm đồ lưu niệm. Bởi lẽ, để lấy được thịt ốc xà cừ, người dân sẽ phải đục lỗ trên lớp vỏ. Sau đó, họ sẽ phải dùng tuốc nơ vít hoặc dao để cạy thịt ốc ra ngoài. Quá trình này khiến vỏ ốc xà cừ bị biến dạng và không còn giữ được vẻ đẹp như ban đầu. Các nhà khoa học có dịp đến thăm hòn đảo nhân tạo Conch là lấy được một số mẫu vỏ ốc về để nghiên cứu và phát hiện thấy. Chúng đã tồn tại ở đây hàng trăm năm trước. Chính những người dân sống xung quanh khu vực này là những người đã góp phần hình thành nên hòn đảo thú vị này trong suốt hơn 200 năm qua. Tuy trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch, nhưng rõ ràng hòn đảo này là minh chứng cho thấy sự khai thác khủng khiếp của con người. Nếu không có biện pháp bảo vệ và duy trì nòi giống, rất có thể một ngày nào đó loài ốc xà cừ sẽ bị tuyệt chủng. Nào, chúng ta cùng xem qua một số hình ảnh về hòn đảo nhân tạo Conch làm từ ốc xà cừ này nhé. Thực sự là độc đáo và đặc biệt phải không các bạn? Tuy nhiên, các bạn thử tưởng tượng xem phải có bao nhiêu vỏ ốc xà cừ để tạo nên hòn đảo nhân tạo đó. Thực sự là rất rất nhiều phải không các bạn? Và video đến đây là hết mất rồi. Các bạn thấy sao về video này? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận cho tớ biết với nhé. Thấy hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, kèm cái chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.